Trước khi giao lưu với Nguyễn thì Thanh Thanh cũng xin được chia sẻ với quý vị một số thông tin về chuyên gia trang điểm và người mẫu cá tính đang đứng cạnh tôi ngay sau đây. Thì Miss Nguyễn tên thật là Nguyễn Phạm Minh Đức, và Miss Nguyễn được biết đến không chỉ là một chuyên gia trang điểm đã cộng tác với rất nhiều nghệ sĩ có tên tuổi ở Việt Nam, và bên cạnh đấy thì Miss Nguyễn cũng là một người mẫu và được rất nhiều người yêu quý, đặc biệt là thời gian vừa rồi Thanh Thanh có theo dõi chương trình The Face và rất ấn tượng với hình ảnh của Miss Nguyễn trong thời gian vừa qua. Trước khi được nói về cái sản phẩm chính thức khách mời thì tôi bật mí là biết đã trải nghiệm sản phẩm này khoảng 10 ngày đến nửa tháng rồi. Có nghĩa là trước khi đến đây thì Miss luôn là hỏi là khi nhận được lời mời đến với cái chia sẻ về cái sản phẩm Sunflower Sunshine này thì Miss thực sự rất là khó tính, và nói cho đúng là Miss không có dành cái niềm tin quá nhiều cho sản phẩm Việt Nam đâu. Vì Miss nghĩ mình đã dùng quen những sản phẩm của Âu Mỹ rồi, cái tiêu chuẩn mình nó khác. Khi mà dùng những sản phẩm Việt Nam đôi khi biết là một người rất là thẳng tính, biết sẽ dành những cái lời đánh giá nó không có được tích cực lắm, và biết luôn đặt cái yêu cầu là vậy thì cho em xin test thử sản phẩm đi, em cảm thấy em hài lòng, em có những cái lời đánh giá đúng đắn nhất thì em sẽ trả lời là em có đến hay không. Thì ngày hôm nay những gì biết nói ra là bằng kinh nghiệm của mình trong suốt cái khoảng thời gian mình làm nghề và trong suốt khoảng thời gian biết được đào tạo, bởi vì biết trước đây xuất thân từ một nhãn hàng của tập đoàn nước ngoài. Cho nên đối với biết sản phẩm, ngoài những cái yếu tố về làm đẹp thì nó đòi hỏi về những yếu tố về chuẩn mực cần thiết phải có và an toàn cho người dùng rất cao. Và biết sẽ nói thật nó hết những cái gì biết nghĩ về dòng sản phẩm này, nếu có gì buồn thì đừng có buồn em nha chị. Như Mít vừa nói thì là trước khi đến cái buổi họp báo ngày hôm nay thì Mít cũng đã được gửi trước, yeah, và đã được trải nghiệm trước, thì những trải nghiệm ban đầu của Mít Nguyễn, bạn cảm thấy như thế nào về cây son này? Giờ cũng khen chứ gì chê chứ. Chúng ta cứ nói khách quan ha. Là như thế này nè, cái điều mà Mít nó, nếu như nói đúng là chê thì nói chứ đúng, son lì vẫn là một cái dòng son nó không còn quá mới mẻ trong mắt của người dùng nữa, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ son lì đã phát triển đến những cái dạng mới, đó là son lì kem, chứ không chỉ còn là son lì đơn thuần như thế này nữa. Đó là cái điều mà Mít chê duy nhất ở dòng son này, có nghĩa là đi theo cái dòng sự kiện thì vẫn là một bước chân khá chậm so với những cái sản nhãn hàng đã đi trước. Nhưng cái điều phải khen đó là dù đi sao nhưng mình đi chắc và đi tốt. Cơ bản đó là trong thành phần sản phẩm, biết nhìn thấy có những cái thành phần nó rất là mới lạ, nó rất là khác biệt so với những cái thành phần son lì của các nhãn hàng khác, thậm chí là của những đất nước bạn đã phát triển, mình vẫn có và mình cập nhật những cái thành phần mới. Chị Nhật Kim Anh có nói là chị tự tin với cái dòng son này về cái độ bám màu và không có chì, đúng không chị? Hồi nãy chị cũng có nói là nếu như muốn tìm cái chất không chì thì chỉ có trong phân bón. Thực sự mới thấy điều này nó cũng không hẳn đúng hoàn toàn đâu, bởi vì chất PVO oxit chì nó không chỉ có trong cái thành phần son mà nó nằm trong thành phần tạo màu nha các bạn. Thành phần tạo màu thì son bóng có màu không? Vẫn có màu, cho nên đôi khi son bóng vẫn có chì. Riêng với sản phẩm son liền kem này không có chứa thành phần PVO oxit chì, thậm chí là nó không có luôn, chứ nó không phải như những sản phẩm khác mà biết là mọi người sẽ nói là nó nằm ở thành phần nằm dưới 20 phần ngàn là đây là cái chuẩn mực an toàn, thì trong cái son của Laura Sunshine là hoàn toàn không có. Mà nếu như mọi người sẽ thắc mắc là tại sao không có chì mà lại màu lại bền màu rõ và đẹp, thì biết xin nói với các bạn biết như thế này, trong thành phần của tất cả các thành phần son lì đó, để tạo được cái chất son lì nó luôn có một phần gọi là cao lanh. Cao lanh tên đúng nó là một thành phần sáp mặt nạ đất sét để dưỡng da. Đó là một cái thành phần luôn có trong son lì nha các bạn. Và đối với cái Laura Sunshine, cái cao lanh này chứa thành phần dưỡng rất nhiều, trong đó có silk butter và sheep butter. Đây là những thành phần dưỡng ẩm, bởi vì luôn có, nhưng ở một cái mức độ nào đó tùy theo cái sản phẩm. Nếu cái thành phần này quá nhiều, son sẽ bị bệt màu, nhưng nếu quá ít son lại bị khô. Còn ở Lao Sunshine hàm lượng này rất là vừa đủ để có thể giữ được màu, bởi vì cao lanh sẽ bám màu và giữ cho cái màu môi của mình bước trên bề mặt, và sheep butter nó sẽ giữ cho cái bề mặt của môi đó một cái độ mịn màng mướt mát vừa phải. Đó là những cái gì Bích muốn giải thích, không phải thật sự lúc đầu Bích dùng á, Bích cũng nói có hơi bị sai không, làm sao Việt Nam có thể làm được đến một cái mức độ như thế này, bởi vì thật sự những cái tiêu chuẩn này mới chỉ tìm thấy được ở những sản phẩm son của Âu Mỹ, thậm chí cũng có một số cái không có. Mình đi sao nhưng mà mình lại có những bước đi chắc và tốt như thế này, thì đó là một điều rất là bất ngờ. Và trong cái suốt 10 ngày mà mình đã sử dụng, và có những khi mình phải giấu khách hàng của mình để test thử
lên môi của họ, không nói gì hết á. Đến lúc biết làm mới cho họ trải nghiệm cái son môi. Và khi làm xong biết mới nói, chị ơi chị có biết son này ở đâu không? Đó, thì biết nó lên son này son Việt Nam đấy chị. Xong biết cũng nói, ừ, son này của chị Diệp Kim Anh, và ai cũng hết hồn. Hết hồn là khi á, biết nói là khi họ đã trải nghiệm cái sản phẩm đó sao, những cái tiệc tùng, những cái thời gian họ cần làm đẹp, họ về họ thấy trang rồi biết mới nói. Thì khi họ thấy trang họ mới biết được cái đồ bền màu của son ra sao, cái chất son như thế nào, ăn uống này kia mọi thứ, thì cái điều còn ở lại với mình là cái màu sắc rất tốt. Nhưng mà khi họ thấy trang ra thì môi của mình không bị khô, không bị bong chóc. Lý do không bị bong chóc không phải vì môi họ không có tế bào chết. Chúng ta dùng son ai cũng biết chúng ta phải thấy tế bào chết định kỳ. Lý do tại sao sản phẩm này không có, bởi vì trong thành phần có chứa bột ngọc trai. Bột ngọc trai là cái thành phần làm mịn. Khi chúng ta sử dụng sản phẩm, bột ngọc trai nó sẽ bám vào sát trong từng cái thớ môi của mình. Và khi chúng ta thấy trang, bột ngọc trai sẽ nhẹ nhàng đi ra cùng với tế bào chết. Và tế bào chết của môi không phải một lần nó ra hết. Và chu kỳ môi của mình ra tế bào chết nó sẽ là từ 20 đến 23 ngày. Thì mỗi ngày nó sẽ ra một chút, một chút, một chút. Khi chúng ta đánh son mỗi ngày chúng ta tẩy trang thì cái tế bào chết nó cũng ra dần dần từ từ. Và một cái điều cuối cùng mới thấy nó là một điều đặc biệt. Lần đầu tiên mới thấy trong cái dòng son môi đó là trong cái sản phẩm của Lawson Shine nó có chứa thành phần silica. Có thể cái này nó bị chuyên môn quá mọi người không biết đâu. Silica là một thành phần trước giờ mới chỉ thấy ở trong sản phẩm phấn trang điểm thôi. Tại vì sao? Silica là một thành phần giúp liên kết các mô cơ lại với nhau. Cho nên thành phần này nằm ở trong son Lawson Shine sẽ không làm cho môi của mình bị những hiện tượng là bị nứt nẻ thôi. Khi đánh lên son, lý do đó vì sao cái son này môi nó rất là mướt, nó mượt. Ví dụ như son lề bình thường thì đánh lên nó vẫn bị khô đúng không? Chính vì sản phẩm này có silica. Và đây là một cái thành phần mà biết lần đầu tiên mới thấy trong son môi, đặc biệt là lại là son môi của Việt Nam.